Anh bảo tôi bỏ nghề để làm người tử tế à? Anh ra ngoài kia mà xem, cái xã hội này nó còn coi tôi và anh là người tử tế không? Lan. Dạ. Sao đứng thần người ra thế? Cẩn thận không có cạn hết nước đấy. Dạ. Có món giả cầy mày thích đấy, dậy ăn đi. Nhịn suốt từ hôm qua rồi còn gì. Mày làm gái thì chả ảnh hưởng đến ai, nhưng chúng nó còn bé. Mày làm như thế khốn nạn lắm. Mày kiếm tiền trên thân xác của mày thì không sao, nhưng mà kiếm tiền trên thân xác của người khác, tao cấm. Nhớ không? Anh em mình, thằng thì tù tội, đứa thì làm cái, nhưng vẫn phải cố sống làm sao để cho người ta tôn trọng, chứ để người ta khinh tao nhục lắm. Xin lỗi. Này, không ăn còn đi đâu đấy? Sao lại ra đây ngồi thế? Công việc mới lại có gì không ổn à? Em cứ tưởng làm giúp việc thì không quá vất vả, nhưng không phải chị ạ. Có chuyện gì? Nói rõ chị nghe xem nào. Công việc cũng chả có gì mấy, nhà thì cũng chỉ có hai bố con, nhưng em làm cái gì cũng chỉ sợ sai. Mà quan trọng là con gái của anh Bách hình như không thích em thì phải. Thực ra thì công việc nào cũng đều khó khăn cả, phải cố thôi em ạ. Em hiểu, nhưng em sợ bị nản ý. Làm gì thì làm, cũng phải cố nhịn qua 2 tháng. Mà chị thấy anh Bách cũng là người tốt đấy chứ. Có phải ai cũng dám cho người lạ vay cả cục tiền như thế đâu. Thế nhưng tiền bạc chỉ là một phần thôi, món nợ ân tình mới là khó trả em ạ. Anh ạ. Cô Trúc có thấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ở đâu không? Tối qua anh để quên trong phòng tắm. Tôi để kia kìa. Tôi cảm ơn. Đã. À, hôm qua cô Trúc dọn phòng làm việc của tôi đấy à? Có chứ ạ. Cô có thấy một tập giấy tờ tôi để ở trên bàn làm việc phía bên tay phải không? Tôi chỉ quét nhà thôi, còn giấy tờ thì tôi không dám động vào ạ. Bố mất gì đấy ạ? Chào anh. Hôm qua con có lấy tờ giấy nào trên bàn làm việc của bố không? Không, con không lấy tờ giấy nào ở trên bàn của bố cả. Vì con biết đấy đều là giấy tờ quan trọng nên con không dám động vào. Ừ. À,
Hình như hôm qua cô Trúc có lấy giấy lộn ở trên bàn của bố để lau bã kẹo cao su cho con. Không, cô lấy giấy trong sọt rác mà. Thế hợp đồng của tôi để ở trên bàn, mất đi đâu được? Tôi... Cô Trúc, cô ra sọt rác tìm lại xem cô có vứt nhầm của tôi không? Nhưng sao? Cô đi tìm đi, nhanh lên. Tôi đã đổ rác tối qua rồi ạ. Cái gì? Tôi và cô đã thỏa thuận với nhau rồi. Bàn làm việc của tôi có thể không gọn gàng, nhưng mà cái gì tôi để ở đâu tôi biết. Bây giờ cô dọn, cái tôi cần tôi không tìm được thì phải làm thế nào? Nhưng phòng của anh bừa bộn như thế thì làm sao mà tôi không dọn được? Với lại tôi nói rồi, tôi không lấy giấy trên bàn làm việc của anh. Anh thử tìm kỹ lại xem. Thôi, tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Anh có thấy mình vô lý không? Tôi đã nói rồi, tôi không động chạm gì đến giấy tờ trên bàn làm việc của anh cả. Cô Trúc ạ, nếu như cô không có khả năng làm đúng theo những gì chúng ta đã thỏa thuận thì thôi, cô không cần phải làm việc ở đây nữa đâu. Chị Ly, em muốn nói chuyện với chị. Cái gì? Chưa xảy ra chuyện gì là được rồi, có gì mà phải nói? Sao chị làm như thế với em? Mày thôi đi, đừng có giả nai nữa. Chính mày muốn đi tiếp bia với tao còn gì nữa. Nhưng mà em tưởng là chỉ việc ngồi uống bia thôi, chứ đâu có phải là làm việc đấy đâu. Này, mày ngây thơ thật hay là mày giả vờ đấy? Đứa nào mà chả biết tiếp bia chỉ là khúc dạo đầu. Mày chịu ngồi uống bia thì đồng nghĩa với việc là mày chịu đi khách còn gì nữa. Mà tao nói thật, mày cũng bét nhè với thằng người yêu rồi, còn làm trò. Vừa muốn được tiền, lại vừa muốn giữ giá. Xin lỗi đời đi. Anh ơi, anh xem lại cho em với. Chứ em không muốn bị đuổi việc đâu ạ. Tôi đã cảnh báo với cậu trước rồi. Còn bây giờ thì xin mời cậu đi về tìm việc khác cho tôi nhờ. Anh, em xin anh đấy. Hôm thì đi muộn, hôm thì về sớm. Nếu như mà cậu cảm thấy đi ship hàng nhiều tiền hơn ở đây ấy, thì cậu nghỉ việc đi. Nhưng mà tháng này em đến muộn mới có một lần. Làm việc ở đây phải có quy tắc. Xin mời cậu về. Nè em. À, chị gọi em ạ. Em gửi anh chị sữa chua hành đá. Nước cam ạ, em gửi anh. Cảm ơn em. Em uống nước đi. Dạ, em cảm ơn chị. Chị ơi, chị bảo em làm trợ lý cho chị, nhưng em nói thật nhá, em không biết tí gì về thời trang cả, với lại rằng là em chưa làm trợ lý bao giờ. Thế Tùng đã tốt nghiệp chuyên ngành nào rồi? Dạ, em học kỹ sư cơ điện, nhưng mà sau khi ra trường thì em không xin được việc. Bây giờ thì em đi làm shipper, với lại là làm ở phòng gym đấy ạ. Hoàn cảnh của em chị rất hiểu, ở công ty chị rất nhiều bạn như thế. Mà tính chị thì thương người, chị đã giúp đỡ rất nhiều bạn như em rồi. Ban đầu các bạn ấy cũng rụt rè tự ti lắm, nghĩ là chưa làm thời trang bao giờ. Nhưng tất cả đều có thể đào tạo được. Công việc trợ lý cho chị không đòi hỏi chuyên môn, chỉ cần giúp đỡ chị những công việc hàng ngày thôi.